Hello, xin chào các bạn. Celine đang giả nước mắm, đang giả tỏi ớt để làm nước mắm đó các bạn ạ. Nước mắm ăn rau và ăn dưa. Cắt dưa leo rồi ăn dưa leo với nước mắm, nước sốt mà mình vừa mới làm á các bạn, rất là ngon. Và sau đó thì mình sẽ có một cái cọng, mình có rau sống này nữa. Tại hôm nay mình hơi bận á, nên là trong quá trình chồng mình về rồi, mọi người cũng về rồi, mình không có kịp quay video rồi, nên là mình chỉ có thể chia sẻ cho các bạn thấy đây là rau mà nhà mình sẽ ăn tối nay. Ngoài những cái rau này mình còn có nấu cái canh bí với lại kho cá nữa, mình sẽ cho các bạn thấy. Mắm của mình sẽ ăn với dưa và rau nhé các bạn nha. Ok các bạn ạ, đây là nồi canh bí mình nấu rất là ngon, mình hầm với sườn á. Sườn này mình hầm rất là lâu, làm cho nó mềm lại thì mình mới bỏ vào, rải chút tiêu chút hành thì sẵn sàng ăn thôi. Bên cạnh canh thì mình còn có kho một cái nồi cá nữa này, nồi cá này. Lúc mà mình kho thì con mình khóc quá trời nên mình không có set up camera hay làm gì hết. Nhưng mà các bạn thấy thành quả ra những cá rất là ngon, cái màu đẹp và thơm lắm các bạn ạ. Thì những cái món ăn Việt như thế này á, gia đình mình, chồng mình rất là thích ăn cá kho. Cho nên thật sự mình không có giỏi nấu cá lắm, nhưng mà tất cả những gì mình làm mình nấu với cả tình yêu, và tình yêu chồng và tình yêu gia đình thôi, chứ thật sự mình không có phải là một người nấu ăn giỏi nha các bạn nha. Mình làm, cố gắng làm trách nhiệm của một người vợ để cho chồng, cho con mình, cho gia đình mình có những bữa ăn thật là ngon, ý nghĩa và bổ và bồi dưỡng sức khỏe sau những ngày đi làm mệt nữa các bạn ạ. Tất cả những món ăn hôm nay Celine đã sao ốc cho các bạn hết rồi. Thì nhớ mà cảm ơn các bạn nhiều đã luôn luôn yêu mến và theo dõi Celine. Mình mong có nhiều người bạn hơn nữa sẽ bấm theo dõi và coi Celine và nhớ để bình luận cho Celine ở dưới nhá. Celine rất là biết ơn. Celine yêu mọi người nhiều lắm. Bây giờ chào tạm biệt. Bye bye. Hẹn gặp lại sau.